Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang đã phối hợp với lực lượng công an phường Mỹ Phước bất ngờ triệt phá một tụ điểm đá gà ở khóm Đông Thịnh Chính, phường Mỹ Phước thành phố Long Xuyên có trên 50 đối tượng tham gia. Tại nơi đây, công an thành phố Long Xuyên tạm giữ 37 xe gắn máy của các đối tượng bỏ lại nơi đá gà, 10 con gà băng cựa chờ đá, 42 cặp cựa gà và trên 100 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, công an thành phố Long Xuyên mời 11 đối tượng bị bắt quả tang về đơn vị điều tra làm rõ ai là người đứng ra tổ chức đá gà ăn tiền. Theo phản ánh của người dân, tụ điểm đá gà này đã tồn tại rất lâu. Xung quanh nơi này có trên 50 con gà ốp bội để chờ phục vụ cho các đối tượng. Hiện tại, sự việc đang được ngành chức năng điều tra. Trong số các đối tượng bị bắt tại tụ điểm đá gà thì có nhiều tên từng có nhiều tiền án hình sự trong thời gian qua.